Cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2020 gồm những tin tức nổi bật. Trên thế giới, WHO cho rằng không có giải pháp hiệu quả để đánh bại COVID-19. Hồng Kông kéo dài các biện pháp chống dịch COVID-19 đến ngày 11 tháng 8. Anh tăng cường xét nghiệm COVID-19 cho hàng triệu người sau khi bị chỉ trích. Tại Việt Nam, 21 người về từ Guinea xích đạo dương tính với COVID-19. Nghiên cứu phương án chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán cho Đà Nẵng. Hà Nội tìm khách đi chung xe với bệnh nhân 620. Tính đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã đạt hơn 18,6 triệu ca, trong đó hơn 700.000 ca tử vong. Năm quốc gia có số ca mắc bệnh lớn nhất lần lượt là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Đáng chú ý, số ca tử vong ở Ấn Độ đang tăng rất cao. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có thể không bao giờ có cách chữa trị COVID-19 ngay cả khi các nhà khoa học và nhà sản xuất thuốc trên toàn cầu đang chạy đua để tìm ra một loại vaccine an toàn và hiệu quả. Theo báo cáo của WHO, hiện có hơn 150 loại vaccine đang được phát triển trên toàn thế giới, với ít nhất 25 loại đã được thử nghiệm lâm sàng. Một số loại vaccine hiện đang trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, và chúng tôi hy vọng sẽ có một số loại vaccine hiệu quả, có thể giúp ngăn ngừa khỏi dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện tại không có giải pháp hiệu quả nào để đánh bại COVID-19, và có thể sẽ không bao giờ có. Tiến sĩ Tedros cũng khuyên mọi người nên đeo khẩu trang khi cần thiết, giữ khoảng cách an toàn với người khác, tránh những nơi đông người, rửa tay thường xuyên để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Thông điệp của WHO cho người dân và chính phủ rất rõ ràng, hãy làm tất cả những gì có thể. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông đã tuyên bố rằng các biện pháp chống dịch COVID-19 sẽ được kéo dài thêm 7 ngày nữa, cho đến hết ngày 11 tháng 8. Vào ngày 29 tháng 7, đứng trước một làn sóng bùng dịch mới, Hồng Kông đã ban hành một số biện pháp nghiêm ngặt như đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng, hạn chế tụ tập, hạn chế ăn tối ở các quán ăn, nhà hàng từ 18 giờ đến 4 giờ 59 sáng hôm sau, đóng cửa các địa điểm giải trí và kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện. Bộ trưởng Giáo dục Hồng Kông, ông Kevin Yeung cũng đã yêu cầu các trường, bao gồm các trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, trường quốc tế, cũng như các trung tâm phải sắp xếp các khóa học trực tuyến cho học sinh cho học kỳ mới sắp tới. Ông Kevin cho biết, chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ dịch bệnh và sẽ thông báo đầy đủ cho các trường khi nào các lớp học truyền thống sẽ được mở lại. Trong một buổi họp báo hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cho rằng, chính sách phong tỏa lâu dài không phải là giải pháp khả thi trong việc chống lại đại dịch COVID-19. Để thúc đẩy mở cửa lại đất nước, ông Trump lập luận rằng, việc đóng cửa không ngăn ngừa được dịch bệnh, các quốc gia khác đã chứng kiến sự trở lại của dịch sau khi phong tỏa. Mục đích của phong tỏa là để có thời gian để xây dựng năng lực, đặc biệt là đối với bệnh viện, để tìm hiểu thêm về căn bệnh này và phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả. Chúng tôi đang làm rất tốt trong việc điều chế vaccine và phương pháp trị liệu. Đứng sau ông Biden trong các cuộc thăm dò, Tổng thống Donald Trump đã cho mở cửa lại trường học, nỗ lực thúc đẩy vị trí của ông trong cuộc tái đắc cử vào tháng 11 tới đây. Cũng trong ngày 3 tháng 8, email chiến dịch của Tổng thống Trump đã được gửi cho những người ủng hộ ông, khuyến khích họ đeo khẩu trang khi biện pháp giãn cách xã hội không khả thi. Ông Trump nói trong email rằng, ông cũng không thích đeo khẩu trang, nhưng việc này cũng chẳng gây ra mất mát gì. Hơn nữa còn có thể giúp người dân trở lại với lối sống Mỹ mà rất nhiều người yêu mến. Tổng thống Trump thường tránh đeo khẩu trang ở nơi công cộng và bảo vệ quyết định của mình bằng cách nói rằng ông không cần phải làm vậy vì ông và những người xung quanh được kiểm tra thường xuyên. Ông Trump được nhìn thấy đeo khẩu trang lần đầu tiên vào tháng trước khi đến thăm các cựu chiến binh bị thương tại Walter Reed. Nhiều tháng sau khi phong tỏa trở thành vấn đề hàng đầu ở Mỹ, ông cũng đã đăng tải một bức ảnh mình đeo khẩu trang tại bệnh viện và kêu gọi hành động mang tinh thần yêu nước. Email chiến dịch của Tổng thống Trump được gửi đi khi các cuộc thăm dò của cả quốc gia và bang cho thấy ông đang đứng sau ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. Bộ trưởng Y tế Vương quốc Anh ông Matt Hancock cho biết nước này sẽ thực hiện hàng triệu các buổi xét nghiệm COVID-19 cho ra kết quả chỉ sau 90 phút, sau khi bị chỉ trích là không đủ khả năng xét nghiệm, đặc biệt là ở các viện dưỡng lão. Hai xét nghiệm có tên là Lambo và DNA Nutri sẽ được triển khai rộng rãi khi đất nước này chuẩn bị đối mặt với đại dịch vào mùa đông. Được biết, người thực hiện hai xét nghiệm này không cần phải là một chuyên gia y tế. Chính phủ cho biết sẽ cho phép khoảng 5,8 triệu xét nghiệm DNA và 450.000 xét nghiệm tăm bông, hay còn gọi là swab test, được tăng cường tại các bệnh viện, cơ sở y tế và các phòng thí nghiệm bắt đầu từ tuần tới. Dịch vụ y tế quốc gia cũng cho biết họ sẽ mang đến một phương pháp điều trị COVID-19 dành riêng cho bệnh nhân ung thư, bao gồm cung cấp các loại thuốc không có tác động quá lớn đến hệ miễn dịch. Nhà sản xuất của Lambo là công ty Nanopore Technology, hy vọng sẽ thực hiện được 1 triệu xét nghiệm mỗi tuần từ tháng 9. Hệ thống y tế của Anh đã bị quá tải nghiêm trọng trong thời kỳ đỉnh điểm của đợt bùng phát COVID-19, làm cho hơn 46.000 người thiệt mạng. Đây là tỷ lệ tử vong cao thứ tư trên thế giới.
Tin tức tại Việt Nam, sáng ngày 5 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 671 là nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là bệnh nhân khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 524. Bệnh nhân 672 là nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là người chăm sóc người thân tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 469. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19, trong đó 378 ca chữa khỏi và 8 ca tử vong. Đoàn 219 người từ Guinea xích đạo được đưa về nước hôm ngày 29 tháng 7. Thống kê ban đầu, trong số họ có 120 người nhiễm nCoV. Sau khi nhập cảnh, họ được cách ly ngay tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, khám kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Kết quả xét nghiệm 219 người chỉ ghi nhận 21 ca dương tính nCoV, khác với thống kê ban đầu là 120 ca. Bác sĩ Đặng Hùng Hải, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho rằng con số 120 người dương tính nCoV được ghi nhận trước thời điểm họ về nước là 3-4 tuần. Trong thời gian chờ đợi, một số người được điều trị tại bệnh viện, một số người sức đề kháng tốt và bệnh không diễn biến nặng, do đó họ có thể đã khỏi COVID-19. Hết triệu chứng lâm sàng như ho, sốt, bác sĩ Hải đánh giá đây là kết quả khả quan so với dự đoán ban đầu. Trong nhóm người dương tính, có 9 ca nặng gồm 6 bệnh nhân tổn thương phổi và 3 người nhiễm thêm sốt rét. Hiện 9 bệnh nhân này sức khỏe tốt, được bác sĩ theo dõi sát. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo nghiên cứu phương án chống dịch COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc cho Đà Nẵng, như Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gợi ý cho phù hợp. Quan điểm chung là các vùng dịch thì phải khoanh vùng, dập dịch, đám cháy to, đám cháy nhỏ, khoanh nhỏ. Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, bệnh COVID-19 ở Đà Nẵng đã âm thầm lây nhiễm cả tháng, đang lan ra, cần chuẩn bị tinh thần ở mức cao nhất. Đó là yêu cầu tất cả người dân ở nhà. Hàng tuần chỉ cử một người của gia đình ra ngoài mua đồ ăn, tiến tới người đó không được đi nữa mà có người khác mang đến. Để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 150 giường xếp tặng Trung tâm Y tế các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ và các điểm tiếp nhận của thành phố. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng cũng hỗ trợ 50.000 khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn, hàng ngàn suất cơm miễn phí cho người lao động và lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng điều trị và thu dung bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần Quân khu 5. Bệnh viện Quân y 17 với 200 giường bệnh là bệnh viện tuyến 1, sẵn sàng trở thành bệnh viện dã chiến số 3 khi có lệnh. Theo kế hoạch của ngành y tế Đà Nẵng, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bệnh viện Quân y 17 có thể trở thành nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế Hà Nội vừa ra thông báo tìm người đi xe khách Kim Chi ngày 27 tháng 7 về từ Đà Nẵng do trên xe có bệnh nhân COVID-19. Bệnh nhân 620 là nữ 44 tuổi ở Phủ Lý, Hà Nam, được công bố dương tính nCoV tối ngày 2 tháng 8. Chị làm quán ăn ở gần Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 7. Cụ thể, bệnh nhân 620 từng đi xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội, biển số xe 43B03126, chuyến xe thuộc hãng Kim Chi, xuất phát từ Đà Nẵng vào 20 giờ ngày 27 tháng 7, đến bến xe nước ngầm Hà Nội lúc 8 giờ 30 ngày 28 tháng 7. Tất cả hành khách đi trên xe cần liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được giám sát và theo dõi sức khỏe chống COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ các bệnh viện và bệnh nhân là rất cao, yêu cầu rà soát toàn bộ người có bệnh nặng. Bên cạnh đó, với các ca mắc tại Đà Nẵng tăng nhanh như hiện nay, không loại trừ khả năng Hà Nội có thể tiếp tục xuất hiện bệnh nhân dương tính ngoài cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu Sở Y tế quán triệt việc phân luồng bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn, yêu cầu mỗi bệnh nhân chỉ được có một người nhà chăm sóc, đảm bảo đủ nước rửa tay, khử khuẩn và mang khẩu trang. Các bệnh viện rà soát toàn bộ bệnh nhân trên địa bàn có bệnh nền nặng như tiểu đường, tim mạch, thận mà có triệu chứng bệnh lý để làm xét nghiệm. Ngày 3 tháng 8, tàu hàng Amon Dream, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, có hành trình xuất phát từ Quảng Châu, Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam tại cảng Danh để nhập hàng clinker. Khi nhập cảnh tại cảng Danh, tàu Amon Dream có tất cả 21 thuyền viên đều quốc tịch Trung Quốc. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Danh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan làm thủ tục nhập cảnh cho tàu, cấp phát khẩu trang y tế cho thuyền viên, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và khử trùng toàn bộ tàu. Bên cạnh đó, yêu cầu toàn bộ thuyền viên thực hiện cách ly tại tàu và hạn chế các tàu thuyền khác cập mạng. Đơn vị không làm thủ tục nhập cảnh cho thuyền viên và không cấp giấy phép đi bờ cho các thuyền viên trên tàu. Trong các ngày 2 và ngày 3 tháng 8, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada và Hàn Quốc đưa 300 công dân Việt Nam tại Canada và Hàn Quốc về nước an toàn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.
Đội công nghệ thông tin phòng chống dịch COVID-19 Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thí điểm ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà, bước đầu thí điểm tại quận 12. Ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà hỗ trợ giám sát người cách ly thông qua việc giám sát các thông số về thân nhiệt và vị trí của người cách ly theo thời gian thực, gửi cảnh báo khi các thông số này vượt ngưỡng cho phép hoặc khi người cách ly tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Hệ thống bao gồm phần cứng, đồng hồ đo thân nhiệt, điện thoại và phần mềm quản lý hoạt động trên Internet. Người cách ly sẽ đeo đồng hồ đo thân nhiệt, thông tin về thân nhiệt sẽ được đồng bộ với điện thoại và truyền dữ liệu về hệ thống máy chủ đặt tại trung tâm dữ liệu thành phố. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đến hết tháng 7 năm 2020, thành phố đã chi trả hỗ trợ cho hơn 538.000 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng. Trong số đó có khoảng 66.000 trường hợp là người lao động bị ngừng việc làm, hoãn việc làm, kể cả giáo viên mầm non được hỗ trợ 67 tỷ 500 triệu đồng. Toàn bộ hộ nghèo và hộ cận nghèo của thành phố được hỗ trợ trên 85 tỷ đồng. Những người có công với cách mạng và đang được bảo trợ xã hội được hỗ trợ gần 239 tỷ đồng. Trên 182.600 người lao động tự do được hỗ trợ hơn 1 tỷ 820 triệu đồng. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn chỉ thực hiện mỗi ngày một chuyến cho tuyến xe khách từ thành phố Nha Trang đi Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 đến hết ngày 16 tháng 8. Thêm vào đó, mỗi chuyến xe không được chở quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Tất cả lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến đi. Hành khách phải khai báo y tế điện tử bắt buộc, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Khép lại bản tin dịch ngày hôm nay, mời quý vị xem một hình ảnh thú vị, đó là hình ảnh mặt cười được vẽ trên bầu trời nước Anh trong lễ hội bóng bay ngày 3 tháng 8. Hy vọng chúng ta sẽ được tiếp thêm nghị lực và may mắn trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới. Mời mọi người đăng ký kênh để theo dõi.